Xin chào anh chị, chào anh chị đã trở lại kênh của mình. Thì cùng sau phiên giao dịch hôm nay, kết thúc phiên thì chúng ta cùng gặp đỡ để chúng ta tổng kết phiên hôm nay một tí, và chúng ta cũng đưa ra một số góc nhìn liên quan đến cái nội dung trọng tâm hôm nay, đó là thủng 1.500. Thì thủng 1.500 với khối lượng lớn như vậy thì xu thế của thị trường như thế nào? Thì video hôm nay Tiến sẽ trả lời câu hỏi này với anh chị. Và thứ hai nữa là phân tích cả cổ phiếu liên quan đến đầu tư công. Tuy nhiên thì liên quan đến đầu tư công thì anh chị biết rồi, liên quan đầu tư công thì nó có bất động sản cũng có, rồi xây dựng cũng có, nói là khai thác đá cũng có, nhựa đường có, đúng không ạ? Thì mình chỉ phân tích một số cổ phiếu thôi, và để có một cái anh chị có một góc nhìn tổng thể đa chiều trên cái xu thế chung của thị trường cũng như là các nhóm ngành để chúng ta tìm kiếm lợi nhuận. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta tổng kết phiên hôm nay một tí thì về mức độ thanh khoản, chúng ta thấy rằng là mức độ thanh khoản hôm nay khá lớn anh chị nhá, 39.960 tỷ đồng, 62 tỷ đồng. Và trong đó sự mức độ biến động chỉ số VN-Index và VN30 thì nó có khá tương đồng, nhưng mức độ giảm điểm của rổ VN30 là nhiều nhất. Đấy, dẫn đến là áp lực lên chỉ số VN-Index là nó giảm khá nhiều. Tuy nhiên có một cái lưu ý đó, chúng ta thấy rằng là vùng 1.490 nó vẫn không thủng. 1.490 vẫn chưa thủng anh chị nha. Và chúng ta thấy rằng là rổ VN30 nó giảm 0,99%, là gần như 1% rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là cái thanh khoản này thì nó mức độ giảm thế này nó liên quan theo đánh giá, và anh chị nhìn thì thấy thôi, nó liên quan cả cổ phiếu trong rổ VN30 rất nhiều anh chị. Đấy, chúng ta nhìn ở đây chị thấy này, đấy, top 10 cổ phiếu tiêu cực đến thị trường thì Masan, Vinhome, Vic, như vậy là nhanh anh nhà Vin thì có Vinhome và Vic này, đấy, hai cái ông lớn này có thể nói là vốn hóa lớn nhất thị trường nói này, đúng không? Thêm vào đó Masan này, GVR, Hòa Phát, SSB, FPT, Kinh Bắc, VRE. Như vậy bây giờ Vin có cả ba con luôn, VRE nữa. Và dòng chứng khoán thì VND đây. Đấy. Trong khi các cổ phiếu khác nó có đa tích cực đối với thị trường thì anh chị nhìn vào đây, anh chị cũng thấy, đúng không ạ? Là các cổ phiếu nó liên quan đến nguồn năng lượng và đầu tư công anh chị. L LGC này, CI này, rồi chưa ạ? VCG, GET, Novaland, STB, GAT, BIT, DG và BCG, BCM. Đấy. Thì những cổ phiếu này thì chúng ta nhìn thì chúng ta thấy rằng là cái xu thế đầu đầu tư chúng ta cũng biết được rồi. Và những cổ phiếu này hầu hết anh chị trong tụ các cổ phiếu mà tích cực đến thị trường, chúng ta cũng thấy là liên quan đến những câu chuyện về đầu tư công. Hầu hết anh chị, nhưng không phải là tất cả. Đấy, thì đó là một góc nhìn anh chị thấy. Thì chúng ta thấy rằng là nhìn vào đấy chúng ta thấy rằng dòng bánh chỉ có là hai con là STB và BIT thôi, là nó đã tích cực. Tuy nhiên thì tí nữa mình sẽ nói qua về hai cổ phiếu này một tí để anh chị theo dõi. Đấy. Còn góc độ mua bán của tư doanh khối ngoài, chúng ta thấy rằng tư doanh trong giai đoạn này họ cũng là đến giờ thì trước họ tổng hợp, nhưng chúng ta thấy rằng là 10 phiên liên tục thì chỉ có một phiên ngày 30 tháng 12 là họ bán thôi, còn là 9 phiên họ mua ròng nhiều, cũng khá là nhiều anh chị nhá. Đấy, còn nước ngoài thì chúng ta thấy rằng là khối ngoài thì phiên hôm nay nó mua nhẹ. Đấy, và 4 phiên vừa rồi thì họ bán. Đấy, những phiên hôm nay có họ trở lại là có trở lại mua. Đấy. Còn đi vào cái nội dung thứ hai, đó là chúng ta cùng nói về chỗ chỉ số VN-Index một tí. Thì video hôm qua mình có nói rồi. Đấy, mình có nói rồi. Thì giai đoạn này thì theo đánh giá của mình là từ những cái giai đoạn này mình cũng đã nói rồi, vượt 1.500 và nó sẽ test lại thì mình đã nói rồi. Đấy, nhưng mà mình cũng không nghĩ là nó cũng test hơi sớm, và chúng ta thấy rằng là nó test nó lắp gạp thì ok rồi, nhưng chúng ta thấy rằng là vùng 1.492 là nó vẫn chưa bị phá thủng anh chị nhá. Đấy, chưa phá thủng. Và nó nếu như gì ạ, nếu như mà nó anh chị phải cần quan sát, nếu như nó thủng cái vùng 1.480 này anh chị này, đấy, thủng một vùng này á thì đó là cảnh báo để anh chị cần phải rút ra khỏi thị trường. Đấy, tất nhiên cũng liên quan từng cổ phiếu nữa, những đánh giá của mình thì mình vẫn cho rằng á, mình vẫn cho rằng thì phiên ngày mai và giai đoạn tuần này, những phiên còn lại của tuần này thì thị trường sẽ có sự hồi phục. Đấy, theo đánh giá của mình là khả năng như vậy anh chị. Đấy, mình cũng có một cái góc nhìn là như vậy. Còn nó có thủng xuống hay không thì nó tất nhiên chúng ta không tiên đoán được thị trường, nhưng mà đấy là một cái vùng hỗ trợ rất cứng của thị trường chung, thì mình vẫn thiên về cái hướng là nó sẽ phục hồi trong cái tuần này, đặc biệt là bắt đầu từ phiên ngày mai, đó là khả năng cao nó sẽ như vậy. Tất nhiên nó sẽ nhúng xuống, nó mới kéo lên được, thì đó là cái khả năng như vậy anh chị nhé. Khả năng chúng ta phải quan sát thêm nữa, xem sao, xem sao, xem sát nó theo sát thêm về thị trường. Rồi, còn giai đoạn này thì chúng ta cũng không đến, khi mà không có một cái dòng dẫn dắt thực sự
và đủ mạnh, ví dụ như bánh hay là trứng hay là bất động sản mà nó sự đồng thuận cao, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thứ nhất là rất là khó trong việc phân tích thị trường, thứ hai là tìm kiếm lợi nhuận cũng rất khó, bởi vì trong giai đoạn vừa rồi anh chị thấy là các cổ phiếu ngành bất động sản nó có kỳ vọng nó có lợi nhuận rất ok, nhưng mà không phải tất cả các cổ phiếu ngành bất động sản đều có cho lợi nhuận đấy. Và đầu tư công vậy, đầu tư công cũng không phải tất cả các cổ phiếu đầu tư công đều cho lợi nhuận, đúng không ạ? Như vậy chúng ta phải lựa chọn đúng đúng nhóm ngành, trong mỗi nhóm ngành chúng ta phải lựa chọn đúng cổ phiếu, nếu không nó rất khó. Còn như những giai đoạn này thì mình nói luôn anh chị là nếu như anh chị đã thoát từ phiên hôm qua và thoát từ phiên hôm nay á, thì phiên ngày mai nó có phục hồi hay không thì theo đánh giá mình là anh chị nên đứng ngoài, không nên tham gia. Còn những anh chị mà có cổ phiếu thì anh chị cũng quan sát thêm xem từ cái vùng 1.480 này nó có giữ được không, và nó nhúng xuống sau nó kéo lên với khối lượng lớn á, phục hồi với ok thì nó là chúng ta cần phải nắm giữ, còn nếu như nó thủng và khối lượng lớn thì chúng ta phải thoát ra, thì nó cũng tùy vào cổ phiếu và tùy vị thế từng cổ phiếu anh chị. Rồi còn nội dung thứ hai nữa là mình phân tích nhanh với anh chị, đó là phân tích các cổ phiếu liên quan đầu tư công để khỏi mất thời gian anh chị nhé. Ở đấy thì đầu tư công này, đầu tư công thì nói thật với anh chị là nó có rất nhiều cổ phiếu anh chị ạ, và đầu tư công nó có liên quan đến điện, liên quan đến đá, liên quan đến xi măng sắt thép vân vân, nhưng mà ở đấy thì bất động sản cũng có anh chị nhé, xây dựng. Và chúng ta lưu ý rằng thì trong mỗi nhóm ngành nó thì mình sẽ chọn một số cổ phiếu nó có cái tối ưu để chúng ta phân tích đấy, và không phân tích hết được. Còn trong quá trình phân tích anh chị mà có thể hỏi những cổ phiếu nào, bất kỳ cổ phiếu nào về chiều mua chiều bán hay là nắm giữ thì anh chị để lại bình luận ở phía dưới, mình sẽ trả lời anh chị trước cái phiên giao dịch. Đầu tiên thì chúng ta nói là ACV anh chị này, ACV thì mình nói rồi, và khả năng này cổ phiếu này có cân bằng ở vùng này là khá ok anh chị đấy. Nếu như thị trường chúng mà ok thì những cổ phiếu này nó sẽ có khả năng để vượt đỉnh. Như vậy thì nó cũng tùy vào vị thế của anh chị, nếu như anh chị đã mua từ những vùng này hoặc là từ những phiên những giai đoạn này mà hiện nay cổ phiếu về thì anh chị nên nên nắm giữ thôi. Còn nếu như anh chị mà chưa có thì theo đánh giá mình nó chưa nó vượt lên sau nó test lại xem thì chúng ta sẽ nó cân bằng thì chúng ta sẽ mua sẽ tham gia. Còn nếu như nó lên một mạch luôn thì nó khó, nếu như anh chị đã có rồi thì chúng ta có vị thế rồi thì chúng ta sẽ có cái lợi nhuận nó thôi. Còn nếu như anh chị mà không có mà nó lên luôn một mạch á thì có như là chúng ta không tham gia được cổ phiếu này anh chị nhá. Rồi C4G thì anh chị thấy rằng là hôm nay mình cứ nghĩ là nó kéo lên vượt cái vùng này này thì sẽ mất cơ hội, nhưng thực tế ra bây giờ những cổ phiếu này chúng ta thấy là nó chuẩn bị phát hành tăng vốn đúng không ạ, nó kéo lên nó cân bằng thì nó cân bằng ở vùng này thì đấy là một cơ hội để chúng ta tham gia đấy, để tham gia. Còn nếu thị trường chúng mà nó vượt ra thì anh chị vẫn lấy được vào cổ phiếu này được đấy. Tất nhiên anh chị cũng phải chấp nhận một khoản, đó là mình cũng nói trước với anh chị, đó là nếu như anh chị mà lấy vào cổ phiếu này là anh chị phải chấp nhận một khoản nó có thể về vùng này này đấy, về vùng giá khoảng là 24.5 nghìn anh chị nhé, 24.5, tức là nó về cái vùng hỗ trợ cứng này anh chị nhé, về vùng hỗ trợ cứng này đấy. Thì khi mà nó thủng những cái vùng này thì rõ ràng là khả năng để nó cân bằng lại mất cân bằng để thời gian nó rất lâu, nó trốn vùng chúng ta, do đó là anh chị cần mình lưu ý những cái khả năng đó. Tức là mình nói với anh chị có thể lấy cổ phiếu này nhưng mà chúng ta phải chấp nhận cái này, ai chấp nhận được thì anh chị vẫn lấy được đấy, đó là C4G. Và những cổ phiếu này theo đánh giá mình nó rất ok đấy anh chị nhá, bởi vì chúng ta biết là hôm nay là ngày 11 tháng 1, thì là hôm nay là Quốc hội đã kết thúc cái kỳ họp bất thường đúng không ạ, và nó liên quan đến gói đầu tư công đấy, và chúng ta biết rằng là Quốc hội đã đồng ý đầu tư 147.000 tỷ vào xây dựng 729 km cao tốc Bắc Nam đúng không ạ đấy, và trong đó có nhiều chính sách, nhưng anh chị thì em xem tìm hiểu thêm để chúng ta tìm hiểu thêm đúng không ạ. Nếu C4G anh chị vẫn ok được, nhưng mà chấp nhận cái này anh chị nhá. Rồi cổ phiếu tiếp theo rồi là NT2 anh chị này. NT2 thì mình đã nói anh chị rồi, khả năng để mà nó về cái vùng này là nếu như thị trường chúng mà xấu nó có thể về vùng này đấy. Nhưng khi nó về vùng này mà anh chị tùy điểm mua, anh chị mua ở vùng dưới này này thì chúng ta cầm thôi, còn nếu như anh chị mà đủ trên vùng trên này và nó thua lỗ thì anh chị phải bán, bởi vì là nếu như những cổ phiếu này mà nó cân bằng ở vùng này, bây giờ nó về ở vùng này chẳng hạn, nó cân bằng ở vùng này là mất khá nhiều thời gian đấy, thì anh chị lưu ý trong cái việc là tùy vào điểm mua của anh chị được chưa. Nhưng mà những cổ phiếu này thì anh chị nếu như tham gia mua chưa có cổ phiếu này thì chúng ta thì chơi nó lên cân bằng ở vùng này, chúng ta thể tham gia ở một nhịp tiếp theo anh chị nhé. Đấy, thì đó là cái lưu ý đối với cổ phiếu này NT2. Rồi là LSF thì cổ phiếu này thì yếu đấy, theo đánh giá mình như nó còn khá yếu, do đó chúng ta chưa quan tâm được, bởi vì phiên có dịp sau mình sẽ phân tích.
rồi là HBC này. Đấy, HBC là một cổ phiếu chúng ta thấy là phiên sáng nay mà anh chị nào mà tính gì thì anh chị vẫn lấy được ở, giai đoạn nó về về vùng nền này, vùng về vùng hỗ trợ này. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là những cổ phiếu này bây giờ nó đã lên hay xuống thì khả năng để nó tạo một vùng nền ở đây. Và nó tạo một vùng nền ở đây đó thì đó là chính là cơ hội để những anh chị đã có cổ phiếu gia tăng. Đấy, còn mua mới thì đánh giá mình là hơi khó. Đấy là gia tăng anh chị nhá. Đó là HBC. Rồi, rồi là cổ phiếu tiếp theo là G36. Đấy, G36 chúng ta thấy rằng vậy là cổ phiếu nó đã có một quá trình đi lên. Đấy, sau một quá trình đi lên anh chị này thì nó có quá trình cân bằng. Đấy, và cân bằng đấy anh chị lưu ý cho mình rằng là chúng ta thấy là khối lượng nó kiệt xuống. Đấy, khối lượng kiệt xuống đúng không ạ? Thì nó là xả phát phát ra cái tín hiệu lên. Phát tín hiệu lên nhưng mà chúng ta thấy rằng là khi thị trường chúng xấu thì nó có quá trình tét lại. Đấy, và nó cân bằng ở vùng nền này đây. Đúng không ạ? Thì đấy là những cổ phiếu này anh chị vẫn quan tâm cho mình. Nếu như anh chị có thì anh chị vẫn lấy vì gia tăng được. Đấy là gia tăng được. Còn nếu như không có thì anh chị mua mới thì anh chị phải chịu một khoản thua lỗ, nó có thể về vùng giá 23.000. Đấy, thậm chí sâu hơn tí. Đó, thì nó tùy vào chiến lược anh chị nhá. Đấy, C36 là cổ phiếu như vậy, là mình nói với anh chị như vậy. Đấy, anh chị cần lưu ý cho mình. Rồi là cổ phiếu tiếp theo đó là KSB. Đấy, KSB hôm nay nó tăng nhá. Tăng có giai đoạn nó tăng trần. Nhưng mà kết phiên nó chúng ta thấy ạ, nó đã tăng còn 6,4% thôi. Nhưng chúng ta thấy rằng nhá, cổ phiếu này thì mình đã khuyến nghị anh chị từ những vùng này rồi. Đấy. Nhưng cổ phiếu này thì bên mình vẫn có cầm. Đấy, vẫn có cầm. Đấy, và hiện nay nó có mức độ lợi nhuận cũng khá ok thôi. Đấy. Gần 20% anh chị nhá, gần 20%. Đấy, từ vùng giá 40 hiện nay là vùng giá 50 50. Đấy, 10 giá chia 4 40 đấy là tầm giá hơn 25%. À, xin lỗi, hơn hơn 10 hơn hơn 20% nhá. Đó là KSB. Rồi là các cổ phiếu như chị ạ. SGT anh chị này. Đấy, SGT là cổ phiếu này anh chị hết sức quan chú ý cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi quá trình cổ phiếu mà chúng ta nhìn thấy sự vận động của nó đi lên này. Nó cân bằng này, nó đi lên nhá, nó cân bằng này. Và nó kéo đấy, nó rủ xuống. Đấy, và nó tạo thành mẫu hình chữ U đấy anh chị nhá, chữ U đấy. Đấy. Thì có quá trình đi lên rủ tiếp. Thì những cổ phiếu này anh chị thấy rằng là chúng ta thấy rằng những cái giai đoạn rủ đấy khối lượng kiệt không ạ? Đấy. Nó rủ với khối lượng kiệt thế này thì đấy là những cổ phiếu mà anh chị cần quan tâm cho mình. Đấy. Và chúng ta thấy rằng là những cổ phiếu này bây giờ anh chị chưa có anh chị vẫn tham gia được. Tất nhiên thị trường chúng mà xấu á thì anh chị cần phải chịu một cái khoản thua lỗ, đó là về vùng giá 32. Đấy, về vùng giá 32. Nếu như bởi vì đấy là một vùng hỗ trợ khá cứng của cổ phiếu, chúng ta thấy rằng là đấy là một vùng khá hỗ trợ khá cứng của cổ phiếu nhá. Đấy. Còn khi thủng ở đấy thì thị trường chúng rất xấu thì nó đến nơi chúng ta chưa nói với nhau đâu, nhưng mà chúng ta nói nếu thị trường xấu á và để cổ phiếu về trong tài khoản thì nó tầm khoảng tầm này thì chúng ta thấy chúng ta cần phải cân nhắc, bởi vì đây là một cái vùng hỗ trợ khá cứng cổ phiếu đấy nhá. Đó là GT. Cùng phân tích một số cổ thôi. HHV anh chị này. Đấy. HHV thì bây giờ anh chị những cổ phiếu này anh chị có cầm thôi, còn mua mới thì theo đánh giá của mình là không. Thế đó là đầu tư công, mình làm mục đây. Ngoài ra liên quan đến khai thác đá, là khai thác đá thì nó liên quan đến đầu tư công, được chưa? Và đầu tư công chúng ta biết rằng là nhiều nhóm ngành đấy. Thì KSB lúc này mình nói rồi, cổ phiếu thứ hai nữa là VLB. VLB những cổ phiếu này thì chúng ta thấy rằng là nếu như anh chị tham gia với một khối lượng, với một cái tỷ đồng nhỏ thì được, bởi vì cái khối lượng của nó, thanh khoản của nó hơi thấp anh chị nhé, thanh khoản của nó hơi thấp đấy. Và chúng ta lưu ý rằng là gì ạ, sau quá trình cổ phiếu đi lên có quá trình rũ bỏ với khối lượng kiệt xuống đấy, anh chị nhìn là thấy thôi đúng không ạ, thấy khối lượng kiệt xuống. Và phiên hôm nay mặc dù thị trường chứng giảm nhưng nó vẫn tăng mẹ. Nó tăng được có 0,5%. Ở cái mức độ tăng 0,50% này thì nó không nhiều, nhưng mà nó có cái điểm nhấn của cổ phiếu này đó là gì? Nó vẫn rút chân được anh chị, nó rút chân được. Đó, tức là thoát khỏi cái vùng nền này. Thì cổ phiếu này anh chị vẫn tham gia được anh chị nhá. Vẫn tham gia được, nhưng mà mình nói lại, đó là tỷ trọng ở đấy là anh chị phải chấp nhận một cái tỷ trọng là chơi thấp thôi. Đấy. DRH anh chị nhá. DRH thì cổ phiếu này anh chị có thì cầm thôi, còn mua mới bây giờ là chúng ta không còn điểm mua đâu. Nó nếu như nó cân bằng chỉnh thì chúng ta thể tham gia được. DHA vậy. DHA là một cổ phiếu chúng ta thấy rằng là khối lượng cái thanh khoản của nó là hơi thấp. Đấy, khối lượng của nó hơi thấp. Nhưng mà khi gặp vùng đỉnh trước thì nó có sự cân bằng. Đấy. Thường các cổ phiếu mà gặp vùng đỉnh trước nó sẽ cân bằng dao động anh chị ạ. Đấy, anh chị nhìn là anh chị cứ biết, anh chị lật tất cả các cổ phiếu nhìn thấy. Và chúng ta thấy rằng là những giai đoạn cổ phiếu đi lên với khối lượng lớn này nè, khối lượng lớn. Sau đó cổ phiếu có sự rũ bỏ cân bằng, đấy, và đi lên. Thì những cái mức này cân bằng rũ bỏ với khối lượng kiệt á thì là nó sẽ đánh giá một cái kỳ vọng, một cái khả năng xác suất để nó có thể đi lên giai đoạn sắp tới là khá ok anh chị nhá, khá ok. Đây
CTI này. CTI anh chị nào mà có thì anh chị cầm thôi. Còn giai đoạn này nếu như mà mua mới thì khá rủi ro, chúng ta không tham gia được làm gì nhưng không có điểm vào. Đấy CTI. Còn nếu như hôm nay anh chị còn lấy được thì vẫn ok thôi. Đấy. C32 thì một cổ phiếu chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này thanh khoản nó hơi lớn hơn, nhưng mà khi nó gặp vùng đỉnh trước đấy, nó cân bằng ở vùng này thì chúng ta có thể tham gia ok được. Đấy, nó cân bằng vùng này thì ok được. Nhưng mà chúng ta lưu ý rằng đối với cổ phiếu C32 ấy, thì nó liên quan đến yếu tố cơ bản á, thì anh chị cần lưu ý cho mình. Đó là cái nguồn nguồn mỏ dự trữ của nó thì nó không bằng KSB đâu. Đấy, do đó là mình thì mình không ưu tiên những cổ phiếu này. Đấy, thì anh chị cần phải cân nhắc. Nhưng mà KSB bây giờ thì không còn điểm vào nữa đâu. Đấy, anh chị lưu ý nhá. Tiếp theo là cổ phiếu liên quan đến cùng xây dựng anh chị này. Tức là đầu tư công nó liên quan đến nhiều nhóm ngành. Thép cũng có đấy chị ạ. Nhưng mà thực tế là thép bây giờ thực tế là rất khó. Do đó mình không phân tích. Đấy, HBC lúc nãy mình phân tích rồi. Đấy, còn Đạt Phương anh chị nhá. Xây dựng Đạt Phương thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này nếu nó vận động được thế này anh chị này. Đấy này. Đấy, nó lên này. Nó rủ trong đấy tiếp anh chị ạ. Sau đó nó lên ở đây. Nó cân bằng. Đấy. Và chúng ta sẽ tham gia ở cái nhịp này. Chúng ta sẽ tham gia ở nhịp này. Vì sao như vậy thì chúng ta cần lưu ý rằng là chúng ta sẽ tham gia ở đấy, bởi vì sao? Bởi vì nó lên nó phải test lại vùng này. Nếu nó test lại ở vùng này này, với khối lượng ở vùng này á, vùng đáy này, và chúng ta thấy là khối lượng ở đấy mà nó kiệt xuống so với vùng này á, so với vùng này anh chị nhá. Đấy vùng này thì đó là cơ hội chúng ta lên to. Đấy, con cổ phiếu này theo đánh giá mình là mất khoảng tầm cũng hơn một tuần nữa đấy, tầm một cuối tuần 6 nữa thì máy đã có cơ hội chúng ta tham gia thôi. Đấy, có cơ hội tham gia, còn bây giờ được không? Rồi, C4G lúc nãy mình phân tích rồi, HTN. HTN bây giờ vậy. Nhưng mà cổ phiếu này nó khối lượng giao dịch nó hơi ít, do đó là hơi anh chị hạn chế. Nhưng mà anh chị lưu ý cho mình rằng là hai phiên hôm nay được giảm, nhưng mà nó không kéo lên được thì anh chị quan sát thêm thôi. CII anh chị nhá. CII. Nếu như nè, nếu như mà cổ phiếu này mà anh chị nó cân bằng được thêm vùng này thì chúng ta có thể đánh một ít cổ phiếu thôi. Một số lượng ít thôi anh chị nhá. Ít. Đây. Thì chúng ta vẫn chơi được, nhưng mà với ít. Còn nếu như ngày mai nó lên luôn á thì thôi, không tham gia được. Cổ phiếu này nó liên quan đến giống giống anh chị nhá, giống này. Mình nói gì nó giống với L14. Đấy. L14 anh chị có nhớ không ạ? L14 là cách đây từ cuối tuần trước nữa là mình nói anh chị, từ giai đoạn anh chị lưu ý cho mình thôi. Trong cái video đó thì mình cái giai đoạn này mình có nói anh chị rồi, nhưng mà mình vẫn nói anh chị rằng mình thì mình không chơi cổ phiếu này nữa. Đấy, mình không chơi bởi vì là thực tế nó hơi khó, mà chúng ta thấy rằng là những thực tế là những cái cổ những giai đoạn này bây giờ không phải là chém gió. Kênh của mình làm thì video mình còn lưu trên kênh đúng không ạ? Chúng ta thấy những giai đoạn này mình có nói, và phiên ngay vậy ạ, phiên ngay này, phiên ngay hôm 4 tháng 1 thì mình còn nói anh chị là nếu như phiên ngày mai anh chị chấp nhận rủi ro được thì anh chị vẫn có vào lấy được đấy, trong cái video đó anh chị xem lại nhá. Đã kiểu như vậy rồi chị ạ. CI là mình nói anh chị là bây giờ nếu như nó tạo một cái vùng nền đấy ok một tí thì chúng ta vẫn chơi, mức độ mạo hiểm nó hơi cao nhưng mà chúng ta cần lưu ý như vậy. FCN thì cổ phiếu này bây giờ có cầm thôi, không tham gia được. Còn anh chị nào mà mạo hiểm thì những cái giai đoạn này là vô vô lấy này. Đấy, vào lấy này. PC1 là cổ phiếu liên quan điện nhưng mà giai đoạn này theo đánh giá mình là yếu, do đó mình không sẽ không khuyến nghị. TV2 cũng vậy. TV2 anh chị mà có từ những vùng này thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đấy là những cổ phiếu liên quan điện anh chị nhá. Thì chúng ta thấy rằng là nó liên quan xây dựng đấy. Thì nếu như nó thùng cái vùng này chúng ta bán thôi, còn bây giờ những cổ phiếu này mua thì theo đánh giá mình là không. Đấy. G36 lúc này mình phân tích rồi. CTD bây giờ nó CTD thì anh chị lưu ý rằng là cái vùng này. Đấy, cái vùng này nếu như anh chị muốn tham gia với một tỷ lệ nhỏ giống như CII lúc này, đấy thì anh chị cần phải cân nhắc. Và tham gia với một tỷ lệ nhỏ thì anh chị có thể tham gia, nhưng anh chị lưu ý rằng là đấy một vùng nền, nhưng mà vùng nền này khá lỏng anh chị ạ, khá lỏng, do đó là chúng ta chấp nhận được mức độ rủi ro cao á, thì anh chị vẫn chơi được, nhưng mà lưu ý rằng là chơi với một tỷ lệ nhỏ thôi, trượt lại cho vui thì được nhá. VCG thì bên này bên mình đã nói rất nhiều rồi. Con cổ phiếu này bây giờ chúng ta vẫn còn cơ hội. Đấy. Thực tế bây giờ những vùng nền này thì chúng ta thấy rằng là đấy có một cái vùng nền này khá lỏng. Thì nó cũng không đẹp, không được đợi, nhưng mà cổ phiếu này liên quan đến đầu tư công và nó liên quan đến xây dựng, và đặc biệt là xây dựng là sân bay Long Thành đúng không ạ? Thì chúng ta biết rằng là những cổ phiếu này chúng ta có, chúng ta nắm giữ thôi. Còn nó có chỉnh hay không thì nó tùy vì thế. Cho nên nếu như mà anh chị mua tới những giai đoạn này giống như bên mình chẳng hạn thì nó chúng ta làm thế nào, chúng ta vẫn nắm giữ ok thôi đúng không?
Còn bây giờ nó lên đây thì nó có dao động với cái nó thôi. Đấy, không vi phạm như chúng ta phần dự. Đấy, còn nếu như anh chị muốn mua mới thì anh chị phải chấp nhận một khoản là gì ạ? Nếu như muốn tham gia mới thì anh chị phải chấp nhận một khoản là nó có thể với ông già 50. Đấy, có thể anh chị nhé, có thể. Đấy. VHG. Đấy, cổ phiếu này anh chị có cầm thôi, không phân tích nữa nhá. NBB anh chị này. NBB thì một số khách hàng của bên mình lấy từ phiên này này anh chị này. Từ phiên này. Tức là phiên vượt lên ngay 6 tháng 1 anh chị, phiên này. Đấy. Và hiện nay phiên hôm nay là đúng phiên hôm nay là cổ phiếu V và có một cái mức lợi nhuận rất ok anh chị ạ. Từ vùng giá họ lại là 48.000. Đấy, và hiện nay là 59.700, tức là lời 11 giá. 11 giá gần 12 giá gì nhá. Đấy. Còn cổ phiếu này bây giờ thì chúng ta khuyên anh chị mua đủ đến này thì mình không khuyên đâu. Đó là liên quan đến cổ phiếu này. Còn liên quan đến cổ phiếu ngành bánh nhá thì mình sẽ nói phân tích hai con. Đó là Bit. Đấy. Mình xin zoom lại một tí. Xin zoom lại một tí để anh chị thấy. Con Bit này anh chị này, anh chị lưu ý cho mình rằng là khi cổ phiếu mà gặp vùng đỉnh trước đấy anh chị nhé, gặp vùng đỉnh trước đây. Đấy. Thì khả năng nó sẽ có quá trình rũ bỏ. Đấy. Nó phải có quá trình rũ bỏ được. Rũ bỏ về đây chẳng hạn. Và rũ bỏ về đấy mà nó cân bằng được nhé. Nó cân bằng được thì đó là cơ hội chúng ta tham gia đánh ở một cái nhịp tiếp theo ở đây. Đó. Và chúng ta thấy rằng cổ phiếu này trong giai đoạn vừa rồi nó có quá trình phục hồi rất ok. Và vùng này là một vùng hỗ trợ khá cứng, à, xin lỗi, vùng kháng cự khá khá mạnh của cổ phiếu. Ngoài ra chúng ta thấy rằng là vùng đến nay chúng ta chưa bàn đến, bởi vì chúng ta đánh ngắn chúng ta chưa bàn đến. Nhưng hiện tại đối cổ phiếu trong giai đoạn này thì anh chị lưu ý cho mình là nếu như nó tẹt xuống được và khối lượng nhỏ ở đấy thì chúng ta cân bằng được, chúng ta sẽ tham gia ở nhịp này. Liên quan phụ cổ phiếu thứ hai trong dòng ngân hàng đó là STB. Đấy. STB à, cái thumbnail mình làm đó là mình nói anh chị là phân tích cổ phiếu đầu tư công, nhưng mà mình lồng ghép một số cổ phiếu là ngành ngân hàng luôn anh chị nhá. Đấy, một số cổ phiếu STB thì mình đã nói rồi, nó tẹt rồi nhưng mà nó cân bằng. Nhưng mà bây giờ nếu như muốn tham gia đối với những cổ phiếu này thì theo đánh giá của mình nhá, thì chúng ta chơi nó lên hẳn đi. Đấy, chơi nó lên hẳn đi, nó lên hẳn nó tẹt lại, nó lại tẹt lại đi. Đấy, thì nó cân bằng được ở đấy thì chúng ta lại tham gia. À, còn cái những cái giá đoạn tẹt vừa rồi mình phân tích cho anh chị là nó tẹt cái vùng này anh chị này. Đấy, nó tẹt cái vùng này. Tẹt vùng này anh chị nhá. Đó, anh chị thấy tẹt chưa? Thấy tẹt rồi, tẹt ok. Đấy, tẹt và nó phục hồi được. Tẹt xong nó đi lên, quay đầu đi lên và nó cho nó vượt đường vùng đỉnh này anh chị này. Chúng ta chơi nó vùng vượt vùng đỉnh này, sau nó lại tẹt lại thì chúng ta lại tham gia. Đấy, như vậy chúng ta không phải lo phải mất cả cơ hội của cổ phiếu này đâu. À, liên quan cổ phiếu tiếp theo đâu, đầu tư công lúc này mình nói đó là LCG. Đấy, LCG thì bây giờ anh chị vẫn lấy được, vẫn còn cơ hội đấy. Đấy, nhưng mà anh chị lấy những cổ phiếu này thì thị trường chúng mới xấu, anh chị phải chấp nhận một khoản rủi ro là có thể về vùng giá 22 anh chị nhá. Rồi, thì trên đây là một số phân tích của mình về một số cổ phiếu. Xin lỗi anh chị, đó là mình nói với anh chứng khoán một tí. Chứng khoán VND thì kịch bản của mình là vẽ thế này anh chị này. Nếu như nó cân bằng được thì chúng ta sẽ tham gia ở một nhịp phía sau này thôi. Đấy. Còn bây giờ nó cân bằng được hay không thì theo đánh giá mình là hơi khó, bởi vì là mức độ và khối lượng giảm, khối lượng lớn thế này là rất là gáy rồi. Do đó là bây giờ nó mất rất nhiều thời gian. Do đó là giai đoạn này theo đánh giá của mình là anh chị mà có cổ phiếu này thì anh chị cần tùy vào điểm mua của anh chị thôi. Còn nếu như mà anh chị đã đỡ lỡ đủ đến nay mà vi phạm thì bây giờ ông nó tùy vào trạng thái anh chị để anh chị xử lý. Còn mình nói đến nay chung chung là anh chị sẽ thực hành theo là nó rất khó. Còn những cổ phiếu này chúng ta sẽ tham gia khi nào thì chúng ta sẽ chờ nó quay trở lại, chúng ta sẽ tính sau. Đấy, SSI cũng vậy. Đấy. Còn bên mình thì video hôm qua mình có nói rồi, mình đã nói khách hàng từ đầu phiên chiều hôm qua là mình đã cho cắt rồi. Đấy. Đầu phiên chiều hôm qua là mình đã cho cắt rồi anh chị. Đấy, như vậy là nó có thể rất nhiều kịch bản. Nhưng chúng ta thấy rằng là những cổ phiếu này nó bây giờ nó có lên được thì lên được rất chậm, bởi vì bây giờ nó gặp rất nhiều vùng kháng cự anh chị nhé, rất nhiều vùng kháng cự. Do đó là những cổ phiếu này chúng ta cần phải chờ nó cân bằng hấp thụ lại thì chúng ta sẽ tham gia một nhịp tiếp theo, nhịp sau. Đấy. Còn bây giờ các cổ phiếu như bất động sản nữa thì chúng ta thấy rằng là các cổ phiếu như nhà kháng điên này hôm nay nó giảm này, giảm những cổ phiếu này nó tẹt về vùng đỉnh thôi. Đấy, thị trường nhấn, thị trường chứng sống nó xấu thì đó là chúng ta thấy nó giảm, nó tẹt lại vùng đỉnh. Đấy, thì nó nếu như anh chị có và anh chị cầm những cổ phiếu này thì tùy điểm mua, nếu như anh chị mua được ok những giai đoạn này thì anh chị cứ cầm. Còn bây giờ mà anh chị mà láo vào trên này thì theo đánh giá mình là rất khó, không nên. Cả ABC là cổ phiếu chúng ta thấy là nó phải tẹt là vùng 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 đen này anh chị. Đấy, tẹt là vùng đen này. Và chúng ta thấy rằng là khối lượng hôm nay khá nhiều anh chị nhá. Khối lượng hôm nay khá nhiều. Đấy, thì những cổ phiếu này bây giờ nó phải mất thời gian để cân bằng. Nó cân bằng được thì chúng ta sẽ tham gia sau. Đấy, tham gia sau.
Rồi, còn bên mình thì thoát từ những giai đoạn đến nay rồi. Đấy, thoát từ phiên từ giai đoạn đến nay rồi, mình thấy không ổn lắm và mình đã cho thoát ra cơ cấu sang cả cổ phiếu đầu tư công rồi. Cái bất động sản bây giờ là nhìn chung là con nào mạnh nó cứ mạnh, nó DG chúng ta cũng nói là đúng không ạ? DG bây giờ chúng ta cũng nói này. Rồi là gì ạ? Ví dụ như ở sale đi, đúng không? Sale vẫn rất là mạnh. Đấy. Thì những cổ phiếu nào vậy thì chúng ta sẽ hoặc là L14 đúng không? Chúng ta cũng nói ở đấy được. Những cổ phiếu đó bây giờ nó gần như nó không có cơ hội. Còn các cổ phiếu khác ví dụ hạt HDCO này. HDCO anh chị vẫn còn một cơ hội anh chị nhá. HDCO đây gì này? Đấy. HDCO là nó đã hình thành đấy, và nếu như nó vừa được cái vùng này anh chị này. Nó vừa được cái vùng này là chúng ta sẽ ok được. Đấy, nó vừa được cái vùng này là ok được nhá, chúng ta sẽ tham gia. Rồi là SJC là một cổ phiếu cần cần lưu ý, bởi vì nó đã test lại những khối lượng nhỏ anh chị. Đấy. SJC anh chị thấy khối lượng bé tí này, trong quá trình này giai đoạn mấy phiên vừa đến giảm nó bé tí và nó đã test lại vùng nền này này. Đấy. Rất ok đúng không ạ? Chúng ta sẽ theo dõi thêm. Theo dõi thêm nhá. Đấy. Thì video có lẽ mình xin phép dừng tại đây. Xin chúc anh chị một buổi tối vui vẻ an lành, vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin chào anh chị. Hẹn anh chị trong video ngày mai.